Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Tàu chiến Mỹ áp sát Trường Sa, Mỹ điều tuần dương hạm USS Chancellorville áp sát quần đảo Trường Sa. Trong hoạt động thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, ngày hôm nay, tàu USS Chancellorville thực thi quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế tại khu vực gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Hạm đội 7 Hải quân Mỹ cho biết trong thông cáo hôm nay. Hạm đội 7 cho biết tuần dương hạm USS Chancellorville đã tiến vào khu vực các bên đưa ra yêu sách chủ quyền quá mức trong chiến dịch tuần tra tự do hàng hải. Đây là thuật ngữ Hải quân Mỹ thường sử dụng để chỉ khu vực 12 hải lý quanh các thực thể trên Biển Đông. Tian Junli, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc, trước đó tuyên bố lực lượng nước này đã xua đuổi tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường Mỹ, xâm phạm cái gọi là an ninh và chủ quyền của Trung Quốc gần quần đảo Trường Sa. Hải quân Mỹ bác bỏ tuyên bố này của phía Trung Quốc là không đúng sự thật, khẳng định Mỹ đang bảo vệ quyền tự do hoạt động của máy bay, tàu thuyền ở những nơi luật pháp quốc tế cho phép. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép 7 thực thể tại quần đảo này và tiến hành hoạt động bồi đắp, quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép 7 thực thể tại quần đảo này và tiến hành hoạt động bồi đắp quân sự hóa đảo nhân tạo phi pháp bất chấp quy định của luật pháp quốc tế và phản ứng của thế giới. Hải quân Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tự do hàng hải phonop trên Biển Đông. Trong đó có điều chiến hạm áp sát hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Lần gần nhất Mỹ điều chiến hạm áp sát Trường Sa là ngày 16 tháng 7 với khu trục hạm USS Bedford. Trung Quốc đơn phương vẽ ra đường chín đoạn nếu yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông. Tòa trọng tài thường trực năm 2016 bác bỏ yêu sách này, nhưng Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố không thi hành phán quyết. Việt Nam từng nhiều lần lên án hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa và Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động của các bên tại Trường Sa và Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam đều vô giá trị. Hé lộ, Trung Quốc biến Biển Đông thành bệ phóng tên lửa hạt nhân. Thưa quý vị và các bạn, Trung Quốc đang tiến một bước gần hơn đến việc biến Biển Đông thành nơi trú ẩn của các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo SSBN, một động thái có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm bắn của tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm SLBL GL-3 của vùng nước nửa kín và cạnh tranh gay gắt này. Vừa qua, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Paparo thừa nhận với các phóng viên quân sự của Washington rằng Trung Quốc đã triển khai SLBM GL-3 trên 6 chiếc SSBM Type 094, giúp nó có khả năng tấn công Mỹ từ vùng biển gần bờ tới bờ biển Mỹ. Ông Paparo nhấn mạnh rằng những chiếc SSBM này được chế tạo để đe dọa Mỹ và Hải quân Mỹ đang theo dõi xa xa chúng. Một năm trước, Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA sẽ có khả năng nhắm mục tiêu vào Mỹ từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Paparo từ chối bình luận khi được hỏi SSBN Type 094 của Trung Quốc có thực hiện các cuộc tuần tra răn đe gần Hawaii hay không. GL-3 có tầm bắn ước tính hơn 10.000 km cho phép Trung Quốc nhắm mục tiêu vào Mỹ từ một căn cứ được bảo vệ ở Biển Đông. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ Đô đốc Charlie Richard nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hồi tháng 3 này. Theo một báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, CIS, nếu đúng GL-3 là một cải tiến đáng kể so với tên lửa trước đó GL-2 có tầm bắn 7.200 km. Theo CIS, điều đó mang lại cho SSBN Type 094 của Trung Quốc khả năng tấn công Alaska từ biển Bột Hải. CIS lưu ý rằng để tấn công bờ Tây Mỹ, SSBN Type 094 được trang bị GL-2 sẽ phải ở vùng biển phía đông Hawaii do hạn chế về phạm vi. Đáp lại các tờ báo cáo, tờ Thời báo Hàn Cầu, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tuần trước đã chỉ trích Mỹ có động cơ thầm kín bằng cách thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự hiện diện lớn hơn ở châu Á-Thái Bình Dương dưới hình thức có thêm lực lượng chống tàu ngầm và SSBN Love Columbia của riêng mình. Nó cũng tuyên bố rằng nhận thức về mối đe dọa gia tăng đối với Trung Quốc là một cách để quân đội Mỹ có thêm kinh phí.
Thời báo Hoàn Cầu lưu ý rằng Trung Quốc vẫn chưa công bố việc đưa GL-3 vào hoạt động, mặc dù Trung Quốc đã tiến hành phóng thử GL-3 vào tháng 6 năm 2019, nhưng các cuộc thử nghiệm theo lịch trình là tiêu chuẩn và không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay mục tiêu nào, báo cáo có Thời báo Hoàn Cầu cho biết. Nó nhấn mạnh rằng Trung Quốc duy trì chính sách phòng thủ quốc gia và chiến lược quân sự phòng thủ tích cực. Báo cáo của Tờ báo Hoàn Cầu cũng lưu ý rằng mặc dù Trung Quốc không có kế hoạch mở rộng đáng kể cho hạt nhân, nhưng sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí này trong bối cảnh môi trường an ninh chiến lược đang thay đổi. Học thuyết hạt nhân của Trung Quốc dựa vào hạm đội ESVN mạnh mẽ. Trong một báo cáo năm 2016 của Quỹ Carnegie vì Hòa bình khu vực, Li Pingxia lưu ý rằng chính sách không sử dụng trước răn đe hạt nhân tối thiểu, cưỡng chế chống lại hạt nhân và răn đe hạt nhân hạn chế là những đặc điểm quan trọng trong học thuyết hạt nhân của Trung Quốc. Xin lưu ý rằng ESBM của Trung Quốc rất cần thiết cho khả năng tấn công hạt nhân lần hai của nước này và chiến dịch nâng cấp hạm đội cho phép Trung Quốc tự tin hơn về chính sách không sử dụng trước. Đồng tình với quan điểm này, Fiona Cunningham lưu ý trong một bài báo năm 2020 cho tờ Tresidis rằng cấu trúc lực lượng hạt nhân của Trung Quốc được tối ưu hóa để chống lại các cuộc tấn công phủ đầu của kẻ thù và trả đũa các mục tiêu chiến lược thay vì đe dọa đáng tin cậy việc sử dụng khí tải hạt nhân đầu tiên. Cunningham cũng nhận định rằng mặc dù các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tranh luận về việc thay đổi chính sách hạt nhân không sử dụng trước của Trung Quốc theo thời gian, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch sớm thay đổi chính sách này. Việc triển khai GL-3 sẽ đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể đối với khả năng sống sót của lực lượng răn đe dưới biển của Trung Quốc. Một báo cáo của Quỹ Carnegie về hòa bình khu vực năm 2018 lưu ý rằng tầm bắn hạn chế của SNBNLG-2 có nghĩa là nó không thể vươn tới Mỹ nếu được phóng từ vùng biển ven bờ Trung Quốc. Báo cáo nói rằng các ESBN của Trung Quốc sẽ cần phải đi vào Tây Thái Bình Dương để tấn công đất liền Mỹ bằng tên lửa. Một báo cáo năm 2015 của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS lưu ý rằng Mỹ và các nước đồng minh có thể khai thác các điểm nghẽn bao gồm eo biển Miyako, kênh Basi và biển Sulu để theo dõi các ESBN của Trung Quốc trên đường đến Thái Bình Dương. Những lỗ hổng này đi ngược lại triết lý cơ bản của ESBN mà theo báo cáo của CSIS là ẩn mình trong sự bao la của đại dương để không thể phát hiện hoặc dự đoán vị trí của nó. Do đó, việc giới thiệu GL-3 có thể cho phép Trung Quốc thực hiện chiến lược căn cứ ở Biển Đông, loại bỏ nhu cầu các ESBN đi vào Thái Bình Dương để phóng SLBM. Trong chiến lược này, Trung Quốc sẽ sử dụng Biển Đông như một nơi trú ẩn cho các ESBN với khu vực được bảo vệ bởi máy bay và tên lửa trên đất liền, lực lượng hải quân và các đảo kiên cố. Cấu hình nửa kín của Biển Đông và sự gần gũi với bờ biển của Trung Quốc làm cho nó trở thành một khu vực lý tưởng để thực hiện chiến lược với căn cứ tàu ngầm lớn của Trung Quốc ở Hải Nam, cho thấy rằng họ đang di chuyển hạm đội ESBN theo hướng đó. Nói một cách logic, Trung Quốc sẽ dễ dàng duy trì SSBS tầm ngắn hơn nhiều so với các cuộc tuần tra ngoài khơi, với các cơ sở chỉ huy và kiểm soát đóng ở các vùng biển gần đó. Do Biển Đông nằm giữa các tuyến đường liên lạc chính trên biển Slope, môi trường tiếng ồn dưới nước khiến việc phát hiện các ESBN của Trung Quốc trở nên khó khăn hơn, cho phép chúng ẩn nấp giữa các đặc điểm âm thanh, nhiệt độ và tiếng ồn độc đáo dưới nước của khu vực. Trong một diễn biến khác, mới đây, giới chức Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc giải thích sau khi một tư lệnh quân đội Philippines nói rằng tàu hải cảnh của Trung Quốc đã giành lại mảnh vỡ tên lửa mà lực lượng hải quân Philippines thu được ở khu vực Biển Đông. Vụ việc xảy ra hôm vừa qua ở đảo Thị Tứ, một cấu trúc thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng Philippines đang chiếm đóng. Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc rằng tàu hải cảnh của họ đã giành lại mảnh vỡ khi các thủy thủ Philippines đang kéo nó về bờ. Theo đô đốc Alberto Carlos nói rằng con tàu của Trung Quốc đã chặn tàu của Philippines trước khi lấy lại bộ phận tên lửa, nhưng không ai bị thương trong vụ việc. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc, nói rằng bộ phận tên lửa đã được lực lượng Philippines trao trả sau một cuộc trao đổi hữu nghị. Mảnh vỡ này là bộ phận của một tên lửa mà Trung Quốc vừa phóng lên. Đây là một trong hàng loạt vụ việc căng thẳng xảy ra ở vùng biển tranh chấp có liên quan đến tàu Trung Quốc. Các tàu hải cảnh của Trung Quốc nhiều lần chặn tàu tiếp tế của Philippines đưa đồ cho lực lượng trên cấu trúc tranh chấp. Nhưng trước đây, chưa từng xảy ra việc giành lại đồ vật từ tay hải quân nước khác.
Ông Calo nói rằng các thủy thủ Philippines dùng camera tầm xa đã phát hiện mảnh vỡ trôi dạt trên biển. Ở vị trí cách đảo thị tứ của Việt Nam hơn 500 mét, họ đã mang tàu ra kéo vật thể về đảo. Khi bắt đầu quay về đảo, họ phát hiện một tàu hải cảnh của Trung Quốc mang số hiệu 5203 đang tiến đến và chặn đường. Ông Calo tuyên bố, con tàu Trung Quốc sau đó thả thuyền hơi và điều người ra giành lại mảnh vỡ bằng cách cắt đứt dây lai dắt. Nhóm thủy thủ Philippines quyết định từ bỏ và quay lại đảo. Ông Carlos cho biết, thiếu tá Cherin Tindog, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh phía Tây nói rằng vật thể bằng kim loại trông giống như mảnh vỡ tên lửa khác của Trung Quốc rơi xuống vùng biển này trước đây. Bà cho biết các thủy thủ Philippines không can thiệp hành động của phía Trung Quốc. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông. Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan đến Biển Đông vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982 cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.